nãy nói chuyện với cặp vợ chồng đó đúng là có một bài pháp hay Vợ chồng này chồng thì 37 tuổi, vợ 30 tuổi Có một công ty gọi là công ty thẩm mỹ viện Có 7 chi nhánh ở các tỉnh thành Giám đốc của công ty đó luôn Vợ vợ còn trẻ Hai vợ chồng làm đứng đầu cái công ty lớn đó Thẩm mỹ viện Như vậy biết là sửa sang sắc đẹp làm nghề làm nghề gì? Phá hoại hoàn cảnh tự nhiên chúng ta sẽ chịu quả báo gì? <laughs> chịu quả báo gì đây? Phá hoại hoàn cảnh tự nhiên chúng ta sẽ chịu quả báo gì? <laughs> như đức hồi nãy nói chuyện xong đi lên đi lên phòng tự nhiên trong lòng như đức đang đi tự nhiên nghĩ cái câu phá hoại hoàn cảnh tự nhiên chúng ta sẽ chịu quả báo gì lấy cái giấy ghi ra luôn để cái làm cái đề học trong cái dịp nào đó nhưng hãy đọc cho vị nghe đó làm cái nghề phá hoại hoàn cảnh tự nhiên những đức nói với cái cô 30 tuổi kia những đức nói cô thấy cặp mắt những đức có đẹp không cô nói xấu những đức nói cặp mắt xấu vậy đó mà cô biết bao nhiêu con người đã nhìn cặp mắt này chưa cặp mắt cô những đức công nhận là đẹp nhưng mà cặp mắt của cô người ta nhìn không nhiều bằng cặp mắt những đức đâu. Mấy vị hãy nhìn cặp mắt này đi. Thấy <laughs> chưa? Nó cặp mắt đâu có đẹp đâu vậy. À, một mí, hai mí gì không biết nhưng mà cặp mắt nó kỳ cục lắm. Nó chân mày đậm đen. Nó giống như lọ. Nói vậy, Rồi sao như Đức hỏi cô, cô thấy đôi mũi này đẹp không? Cô nó hồng à, lỗ mũi châu mà <laughs> lỗ mũi cô này công nhận đẹp thiệt mà những đức những đức nó thật với cô đó cô biết cái lỗ mũi này đã bao nhiêu người nhìn chưa trời <laughs> ơi nó, nó thật sự mà nói á <laughs> nhiêu người nhìn cái lỗ mũi này chưa bây giờ những đức nói cho cô nè còn cái miệng này khỏi cần nói cái miệng này là quá xấu rồi hồn mà cô biết cái miệng này nó hô cô thấy công nhận hô của cô nó công nhận thầy hô <laughs> nhưng mà cô biết cái miệng này đã làm cho bao nhiêu người cười cô biết chưa cô có làm cho bao nhiêu người cười bằng những đức không nó có thẩm mỹ gì không không những đức đứng lên đi vòng như cô thấy nha ờ à, thầy đi thử đi tại vì cái cô này có thẩm mỹ gì mà quý vị nhất đi vòng nhất đi cô nói ồ thầy đi gì xấu ghê luôn á vậy đó mà cô biết rằng cái tướng này đã làm cho bao nhiêu con người nhìn ngó chưa đỡ ừ. ơi à, thấy chưa không cần sửa sang gì hết chỉ có niệm phật thôi Khoát từ cái tâm ra niệm phật thôi vậy đó mà tất cả cái xấu này nó trở thành duyên hết quý vị thấy mà diễn chưa nè <laughs> thấy chưa nó vậy không không có gì mà gọi là bài bản gì hết không có qua trường lớp gì hết chỉ có niệm phật thôi không qua trường lớp gì hết Người ta giảng sư, người ta ngồi người ta giảng Cánh mắt của người ta nghe quý vị để ý Cánh mắt của người ta người ta cũng liền Học qua trường giảng sư, người ta liền lắm Từ cánh mắt người ta nhìn từ lời nói Người ta lên nói, người ta cái lời ban đầu người ta nói sao Người ta qua trường lớp á Từ ánh mắt người ta nhìn vô ống kính Người ta nhìn mình một cặp mắt dịu dàng lắm Còn những đức tỷ vị biết không Trời ơi, nó không có một cái gì mà gọi là qua trường lớp Nhưng mà tôi thích tự nhiên được không? tự nhiên như vậy đó nó, mà người ta nghe người ta cảm thấy nó nó, nó thoải mái nghe quý vị mà lời nó thật nghe quý vị biết á thuốc đắng thì giả bệnh vậy thì người thật là sao người thật thì cũng như thuốc đắng vậy đó người thật thì nhiệt tình thấy chưa nào nó quý vị thích thật là thích giả đơn giản thôi hỏi cổ một cái nhưng đứa hỏi cô một cái cây ghép nó mau có trái nhưng mà ăn chưa bao lâu thì cây này sẽ chết nhưng một cái cây thật không ghép thì ăn thỏa mãn dài vậy thì một con người mà phá hoại hoàn cảnh tự nhiên thì cô sẽ tuổi thọ ngắn lại con người mà để tự nhiên thì là chậm già sống lâu cô chọn đi nó con người chọn tự nhiên hay là chọn phá hoại hoàn cảnh tự nhiên thí dụ giờ lỗ mũi bị bình thường đúng không xịt đúng không chồng nựng không sao đúng không nhưng lỗ mũi gì mà sửa đụng vô cái ý ông này vô duyên đụng nó, nó méo bên bây giờ đúng không mà sao mà cho đụng được nhìn nó nó, đổ bên trong mà gặt qua gì cái gặt lại cái nó siêu đúng không quý vị mấy vị suy nghĩ đi nếu mà cơ thể bị hoàn toàn tự nhiên nó bị gần gũi với chồng mấy vị rất tự nhiên nhưng nếu cơ thể bị nó không còn tự nhiên nó mới bị làm sao gần với chồng mấy vị nhưng một con người mà phá hoại hoàn cảnh tự nhiên là con người này đang chuyển giới tính bây giờ thì biết gì sao mà giới tính nó thay đổi nhiều không vì tâm lý con người bị cái sự phá hoại hoàn cảnh tự nhiên chuyển giới tính mà tâm lý nó chuyển giới tính rồi sống với chồng sanh con ra con sẽ bị chuyển giới tính vì cái tâm người mẹ trời ơi Bây giờ vì sao mà nó gây nhiều BD nhiều Nó vì sao Vì sao bây giờ nó nhiều hơn ngày xưa Một là ăn uống nhiều quá chắc Hai là tâm lý người mẹ người cha Giới tính bị chuyển nhiều quá Từ cái gen của cha mẹ mà sinh ra con vậy chứ sao Nó Nên những đức phân tích những đức nói Bây giờ những đức hỏi cô nè Sự nghiệp của cô bây giờ lớn lao hay không Cô nói là Sự nghiệp của chúng con hiện tại đang có khoảng cỡ 100 tỷ nhưng Đức nói cũng được á Cả đời này khỏi cần làm nữa Cũng sống đủ rồi khỏi cần làm nữa Nhưng bây giờ nhà Đức hỏi cô sự nghiệp có rồi Bây giờ hỏi cô thêm bước nữa Tình cảm vợ chồng hạnh phúc không Cô nói một tháng sau chia tay thầy Vô dụng Trời ơi Được có tiền nhiều vậy mà tháng sau chia tay Vô dụng Rồi con đứa con mình sẽ sống với ai Sống với cha nó Còn cô sống với ai Con sống mình cô sống mình mà cái cô này cô chuẩn bị chia tay với chồng là do cái lý gì vậy là do cổ bị chuyển giới tính luôn sống với chồng cổ mà bây giờ cô thích con gái quen với một cô con gái con gái với con gái quen nhau tự nhiên thấy không có còn cảm giác với chồng nhưng mà trong lòng thì còn yêu chồng nhưng mà tại sao mình không có cảm giác với chồng vì sao vì hành cái nghề đó nên nó chuyển giới tính người ta nhiều quá nó làm người ta phá hoại hoàn cảnh tự nhiên quá nhiều Nên cái qua báo đến cấp thờ luôn Qua đến cấp thờ, qua báo đến cấp thờ Là tức khắc giới tính cổ thay đổi liền Những đức nói bây giờ phải tạm dừng lại Ngưng lại, không làm nữa Cổ cải vậy là nhiều rồi, không cần làm nữa Đây là những đức nói có vợ chồng ngồi đây đó nghe Nói để mong nhờ cái công chúng này mà chuyển cái nghiệp cho cô luôn á Nghe lời những đức sửa đi Đừng có làm nghề đó nữa Cổ cải như là nhiều lắm rồi Làm chi nữa Trời ơi giàu mà gia đình tan nát thì giàu chi vậy chàng Nên những đức đã nói rồi mà Phải dành nhiều thời gian ở bên nhau Vợ chồng phải hâm nóng tình cảm Hâm nóng tình cảm bằng cách nào Phải có sự chia sẻ Mặn nồng là chia sẻ qua lời nói á Rồi phải bổ túc được cái tâm là chồng Phải thương vợ bằng cái sự tôn kính Kính trọng tình cảm con người á Từ kính trọng vợ thương vợ Mà còn kính trọng chi là đối với cha mẹ Bên vợ làm gì không kính trọng Sự kính trọng nó tự vì sẽ suy nghĩ ra Còn á, vợ thương chồng Thì mình kính trọng chồng, chồng Thì mình kính trọng cha mẹ bên chồng Kính trọng hai bên Là nền móng để lót cho đôi vợ chồng này hạnh phúc đó. Còn bây giờ lo làm ăn kiếm tiền Không mà quên cha mẹ hai bên Thì thua rồi đó nghe Thua rồi đó Cô hỏi những Đức bây giờ con phải chuyển cái nghiệp bằng cách nào thầy? Hồi nãy như Đức mới nói nhưng bây giờ những đứa nói cho cô nghe nè. Nè, chân thành niệm Phật mọi việc kiết tường như ý Cô bây giờ đâu có kiết tường như ý đâu Bây giờ có tiền mà đang bây giờ đang nằm ở giữa ngã ba ngã tư đường lần chân nè Được cái gì đâu quý vị thấy có tiền đó nghe Chơi, Tiền vậy là cũng nhiều chứ giỡn đâu trời Hai vợ chồng còn trẻ đâu có già gì đâu mà cái số tiền nhiều vậy Mà công ty lớn quá trời luôn thẩm mỹ viện công ty lớn quá mà mà có bảy tám công ty lớn quá trời luôn còn thêm là bên ngành bất động sản mà, mà nhà cửa mua quá trời tùm lum chứ quý vị nghĩ mà vậy mà vợ chồng bây giờ sắp sửa chia tay nó cái lời nói như đức nói vì thấy rõ ràng không nó vẫn là không có niềm vui hạnh phúc gì hết trơn á rồi đứa con này không lẽ nó mừng khi nó giàu sang mà bây giờ cha mẹ nó sắp sửa chia tay nó đi với cha mà không có mẹ đi với mẹ mà không có cha hả quý vị tất cả chúng ta ngồi ở đây nè đều có cha có mẹ nè quý vị ai là người muốn đi dưới cha mà không có mẹ Đi với mẹ mà không có cha Có mấy đứa con mà có thể mở ra được cái tâm mà Mẹ mình khi mắc rồi mà cha mình Mà bước thêm bước nữa mà mình vui vẻ quý vị Mấy người mở ra cái tâm này Thì quý vị biết rồi Nên đừng có tạo ra một cái nghịch cảnh mà Con mày con tao Huyền phức lắm á Cái xã hội bây giờ mà là do gì nhiều tệ nạn xã hội Là do con mày con tao mà ra đó cái đứa con nít nó bị chết lúc còn nhỏ Tâm lý của nó thất thường lúc còn nhỏ Là nó xa rờ mẹ cha nó buồn khổ Nên tâm lý thất thường nên chuyển giới tính luôn Nên bây giờ nhiều trẻ em hư hỏng kỳ lạ lắm à, Giờ thêm cái nữa bây giờ Đi học học quá nhiều môn Những đức nói khổ thiệt Bây giờ phải dạy học thêm để mà tăng thu nhập Trời ơi, chết con nít rồi quý vị ơi Cái bộ não của mình mà một lúc mà nạp quá nhiều nạp còn không được nè Bây giờ nhận đức mà tu học mà hai môn là đã tu không được rồi. Quý vị con nít mà quý vị bây giờ con nít nó trong sáng. Quý vị dồn nén vào cái đầu óc nó bao nhiêu là thứ học tập, học làm sao đây? Quý vị đòi hỏi thành tích không à? Rồi dạy học thêm rồi bắt đầu là lấy thành tích giả để mà nâng cấp lên lớp, để mà mình thu nhập tiền để mà lo cho gia đình mình. Vậy thì quý vị giết trẻ em rồi, học ra đơn hết trơn à, con nít nó đơn hết. Khờ hết trơn vậy đó. Bây giờ tại sao mà cái bệnh trầm cảm nhiều quý vị? Vì học mà đơ đầu óc nè Nó không còn nhân sinh sống nữa Người ta nói ngày xưa Trước học lễ sao học văn Bây giờ quý vị học văn bỏ học lễ Thua rồi Văn nhiều mà không có lễ Thì con người này hư lắm á Trước lễ, lễ thì định tâm Tâm định thì trí sáng Trí sáng học mới được Người xưa người ta trí tệ người ta dạy Mà trước học lễ sao học văn Thấy không? Bây giờ thì bỏ lễ học văn thôi dồn nén cái học văn để mà thành tích để mà tạo điều kiện có cuộc sống đây là chết trẻ em hết trơn rồi bị bị sống không nổi hết đâu mà bây giờ bị viết những đức tu học đây mười mấy năm nay nè nếu như những đức mà không thâm nhập một môn trường kỳ quân tu làm sao mà được như ngày hôm nay dù là chưa thâm nhập gì nhưng mà vẫn có được cái thành quả một chút đó chứ nếu như mà mười mấy năm nay đi tu mà những đức học đa môn lấy cái gì hướng dẫn với vị không có biết cái gì để hướng dẫn chứ á nên đây là chuyên môn Là một con người chuyên môn Nó chuyên môn một môn nào Thì nhất định sẽ có người mờ Vị thấy Hồng nhiều người đến thấy chưa Nhờ chuyên môn Chứ nếu mà những đức đa môn Những đức lấy cái gì dạy về đây Vì đi đến ngôi chùa mà dạy tùm lum Cái gì cũng hay Như vị biết Bác sĩ khám bệnh cho to là mỏi bệnh cho thuốc Đức Thích Ca Muni là đại bác sĩ, đại y vương Ngài đã cho to thuốc rõ ràng Thờ chánh pháp thì trì giới thành tụ Thờ tượng pháp thì thiền định thành tụ Thờ mạo pháp thì niệm Phật thành tụ Bây giờ là trong thờ mạo pháp đã đi sâu vào mạc pháp rồi Từ nơi đó thì chỉ có niệm Phật thành tụ Nên nhất môn thâm nhập Một câu vật hiệu niệm đến cùng Vậy là đúng như là Đức Thích Ca Mâu Ni dạy Đúng không? rõ ràng Còn nếu như bây giờ mình gom hết Chánh pháp, tượng pháp, mạc pháp để cùng tu Tổng chi sao tu được trong cái chánh pháp vô lượng cái môn tu trong cái tượng pháp vô lượng môn tu chúng ta chỉ chọn có một môn tu mà đức phật quyền ký là niệm phật mà trong bốn cách niệm phật quán tưởng niệm phật quán tưởng niệm phật trì danh niệm phật chư tổ đều dạy chúng ta là trì danh niệm phật trì danh niệm phật là chư tổ nhấn mạnh cả quán tưởng là chư tổ đã nói rằng căn cơ mình không làm nổi rồi

Chúng ta tu tịnh độ này là pháp nhị thừa Pháp nhị lực Từ nơi đó một câu vật hiệu này chân thật mà niệm là Dùng tín nguyện để niệm Còn Phật Ây Đà là đến tiếp dẫn là chúng ta đi theo thôi Cảm với Phật chỉ có tín nguyện mới cảm được Chúng ta không có quán nổi Không có đạt công phu đi vào cảnh giới đó được Mà chúng ta chỉ có tín nguyện trì danh Để cảm với nguyện thôi Mà phải tu lâu dài nó Nên nó dùng cái tín nguyện mà niệm Phật thì cả đời không thay đổi Nó cứ lão thật niệm Phật đi quý vị nó nói một đoạn nghiêm túc nó thấy ở dưới hiu hiu rồi đó nghe <laughs> thấy chưa không giỡn đâu á cái cảm giác khi nói chuyện phật pháp mình phải cái tần số mình phải cảm giác được nói vui vui con người nó phóng lên bắt đầu là nghiêm lại liền nghiêm lại nó đè phục lại vừa đè phục một chút cái bắt đầu nó gỗ vậy đó nó đừng có nói mà con người mình bây giờ mà nói mà như hòa thượng tịnh không giảng mấy ai nghe nổi như thấy không? Có căn cơ nào cũng nghe được đâu chàng Nghe nghe nhưng mà không có hiểu Nghe rồi tuy là tôn kính Tôn trọng vô cùng nhưng mà nghe cuối cùng chấp tướng không à Có ngã nặng nữa Nên tới đời những đức cũng là nghe Từ hòa thượng mà ra mà những đức hạ thấp hoàn toàn Lấy cái Phật Pháp để Áp dụng vào nhân sinh hoàn toàn luôn Nó không có thể nào mà Chúng ta đi sâu nổi nó Đem Phật Pháp áp dụng vào nhân sinh sống đó, được không nên no, 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 những đức nói một câu đó, mỗi ngày vui là nhờ niệm phật mỗi ngày đầy đủ ăn uống là nhờ niệm phật mỗi ngày bận đồ có đồ ấm áp bận là nhờ niệm phật mỗi ngày có chùa ở rồi nhà ở là nhờ niệm phật tất cả những cái gì những đức đang có ngày hôm nay là nhờ niệm phật hết nhờ niệm phật hết nên nên những đức phải niệm phật thôi à, à cái cuộc sống nhân sinh này những đức có được ổn định là nhờ niệm phật mà có được nên những đức phải niệm phật thôi à quý vị niệm niệm kể quý vị không no nó rồi tâm bình an là nhờ niệm phật, hội gặp sự sợ không dám cho vô nhiều gì đâu, <laughs> lỡ có gì nó chặn cửa là ở trong đây luôn thì sao? không? nhưng mà thôi, sớm muộn cũng chết thôi, <laughs> lo gì? đúng không? nghiệp duyên đến thì đến thôi đúng không? nó nhưng mà quý vị đi ra ngoài á mình phải bịt khẩu trang cho đàng hoàng đúng quy định của người ta đưa ra còn mình đi vô trong chùa thì bây giờ bầu không khí nó trong lành vẫn xuống nhà ăn ăn cơm bịt khẩu trang sao ăn bịt khẩu trang ăn cơm được không <laughs> uống nước bịt khẩu trang hả Trời, con virus nó khôn lắm đâu có chờ quý vị bịt khẩu trang nó chờ vì lúc ăn cơm á <laughs> chờ vì lúc uống nước phải không nó cùng tần số mà nó theo nó đỡ chứ nó đợi cái lúc mà vừa uống nước nó nhảy vô ca nước chạy vô bụng, Đúng không? Từ nó đó chạy chờ không khỏi nắng, không bằng bình yên cái tâm, Đúng không? Đến là đến thôi. Đúng không? nặng nề làm chi? Hôm nay vui thì cứ vui đi, buồn làm gì? <cười> <cười> chưa? Nên cuộc sống gì nó đặc biệt tự tại vô cùng Vì sao? Niệm niệm thế giới cực lạc mà Ai với đà Phật, ai với đà Phật Phật ơi, con phát nguyện đời này giảng sanh cực lạc Dịch bệnh, cái gì? Dịch bệnh ha Thấy <laughs> chưa? Giả thấy chưa? Thấy giả thấy không? Xạo rồi đó thấy không? Mới nói với Phật Phật ơi, muốn giảng sanh cực lạc thì Dịch bệnh nó Thấy không? Rồi thấy ai ho Ui, ừ, ừ, ừ. Ho <laughs> cái chén cơm ai ăn dư không được ô nhiễm môi trường Thấy không cái tâm mình không có thật chút nào giả lắm thấy không quý vị nó nên những đức hướng dẫn quý vị là cái gì quý vị sống mỗi ngày bình yên đi bình yên được không nó tập đi bây giờ bao nhiêu con người vô vậy ai biết ai là ai biết cái đâu nhận đức đang hiện tại thì nói Ồ bây giờ nghe Không biết nhận đức Cái gì hết trơn đúng không Thầy Cho con bắt tay coi Tự nhiên khám ra thầy Gì Bệnh hả Thôi thôi Không đến chùa nữa đâu Chủ nhật không dám đó. Ai mà dám đến đây Thấy không Nên cái cõi đời này Hư tình giả ý Không có gì thật đâu quý vị ơi Thương cái gì mà thương Tại bây giờ đang bình thường thì họ thương mình thôi. Chứ nếu bây giờ những đức là bị bị Covid rồi ai là người thương những đức? Thí dụ bây giờ những đức đang bị Covid, những đức hỏi ai là người dám bưng nước để cho những đức uống không? Ai dám đưa tay lên? Làm bộ hoài <laughs> Chưa bị là bộ rồi. Trời <laughs> ơi, bị cái đi chạy mất dép hết trơn luôn á không dám quay đầu luôn không có đơn giản thì cứ nói vậy đi quý vị Thấy không mình cứ nói vậy đi chứ mình đừng có đặt vấn đề quá mình đặt vấn đề làm chi để mình thất vọng đừng làm mình thất vọng Thấy không họ đừng bao giờ đặt vấn đề vào con người để thất vọng cứ là có lòng tin nhưng đừng bao giờ mà hoàn toàn mà chúng ta nói rằng là tự tin vào con người không được đâu cả vợ cả chồng đây mà lỡ mình mà thất vọng mình còn chớ dớ nè chứ đừng có nên chi là người vưng nước lạ <laughs> không rồi ôi, ôi chung chăn sẽ gói đây mà có khi mà còn hư tình giả ý với nhau đây không chi mà tôi có vì có vì với mọi người Đúng không nào thôi chúng ta không phải là nghi con người mà chúng ta không có nên làm mà cái việc mà 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 lỡ mình bị hụt hẳn nhớ nha quý vị cái cõi đời này không có gì hụt hẳn hết Ai bỏ rơi mình Mình cũng không khổ hết Phải sống như vậy người mới có bản lãnh Nhớ nghe Dù người ta bỏ mình hết đi chăng nữa Đặc biệt nhất là mình không bỏ mình Nhớ ngay vì Người ta có bỏ rơi mình hết Mình bệnh đau mà không ai bên cạnh mình hết Mình một mình mình cô đơn quạnh quẻ Giữa đêm tàn thanh vắng Thấy không <laughs> Mình vẫn như thế nào A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thấy chưa? Vì sao? Vì mình có câu A Di Đà Phật rồi. Một câu A Di Đà là thuốc diệu và dạ đà. Nếu bỏ đây không dùng, thật là ngu lắm mà. <laughs> Thấy không quý vị? Cứ dùng câu Phật hiệu đi Còn con người mình đừng có trách người ta thôi mình đã bị bệnh rồi người ta người ta không đến gần mình là được rồi đúng rồi đúng quý vị đừng có trách người ta tôi không có trách mọi người đâu tôi không bao giờ trách mọi người bỏ rơi tôi đâu đúng không nó nên phải nhắc nhau vậy đó nghe nhắc đây là nhắc chung đó nghe quý vị không bao giờ thất vọng bất cứ một người nào hết tôi chỉ thất vọng là tôi không chịu lo tu hành tôi thất vọng là tôi đi buồn khổ tôi không biết thương tôi nên tôi buồn khổ đó Tôi chỉ có tâm nhiệt tình với người Chứ tôi không cầu người Nhiệt tình với tôi Vậy thì chúng ta không bị thất vọng đâu quý vị à Đừng bao giờ nhiệt tình với người Mà cầu người phải nhiệt tình với mình Như vậy thì không khác nào sự trao đổi Thấy không mà Mình chỉ cần nhiệt tình với người thôi Gieo nhăn thì gặt quả Nhớ nghe quý vị Nay nói chuyện một tiếng rưỡi rồi đó à, Tiếng rưỡi rồi 8 giờ rưỡi tới 10 giờ nó tiếng rưỡi rồi đó quý vị nó, chúng ta nói bao nhiêu đi chăng nữa cũng phiên nhau niệm phật thôi nó nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị cố gắng tính nguyện mà niệm phật dù trong cái cảnh ngộ nào đi chăng nữa cũng phải niệm phật làm sao gầy dựng trước nhất là gia đình phải hạnh phúc nhớ nghe thà bỏ chùa chứ không bỏ nhà nhận đức thì nói ngược lại thà bỏ quý vị chứ không bỏ chùa nó rõ ràng đó Quý vị thì thà bỏ thầy Bỏ chùa chứ không bỏ nhà Tại vì nhà là nơi hành đạo của quý vị đó Quý vị là cư sĩ Căn nhà quý vị là nơi hành đạo của quý vị Chồng vợ của quý vị là người chung tay quý vị Còn những đức là người ở trong chùa Thà những đức bỏ quý vị chứ những đức không bỏ chùa Bỏ đây là bỏ tình chấp Còn nội tâm chúng ta làm sao bỏ nhau được Hiểu không, quý vị chúng ta cùng niệm Phật làm sao bỏ nhau Thấy không nên quý vị cố gắng nghe gì rồi bồi dưỡng một gia đình hạnh phúc đi Đi đến chùa mà chồng không cho đi thì đừng có đi Cứ ở nhà niệm Phật Đừng có phan duyên Còn muốn cúng giường đồ mà thầy không cho cúng giường thì đừng có cúng Tùy duyên luôn Có tâm là được rồi Thấy không quý vị Còn nếu mà đồng vợ đồng chồng thì sao cũng được Rồi mình làm vợ dạ, mình cố gắng làm sao mình hòa hài với, với chồng mình đàng hoàng Mình sống cho đúng cái đạo lý đạo đức làm người của mình đi đừng có học đòi theo bây giờ á, mà coi được một chút Bắt đầu là không có mày thì tao kiếm thằng khác không có được đâu à, cuối cùng á tránh vỏ dưa gặp võ cái dừa thấy không gặp tàu lao mới xế không mà coi bây giờ mình học đạo bởi vì thà trả nợ một người đàn ông đi đừng có trả nợ nhiều người nghe quý vị mình người đàn bà mà trả nợ nhiều người đàn ông nó không có tốt đẹp gì đâu thôi giờ mình học phật đi chuyển nghiệp lực trở thành nguyện lực đi quý vị dù là khổ cỡ nào cũng chấp nhận vui trả Nhớ cái câu này nghe Thiếu nợ thì trả đi Quán thang làm gì Mình sanh một đứa con đi Đứa con mình nó Mình cảm giác rằng đứa con mình nó không có lành mạnh Đứa con mình nó không ngoan ngoãn Đứa con của mình nó Nó thiếu đạo đức Mà giờ trong lòng mình rất muốn đứa con này nó có đạo đức Thấy trở ngại rồi thấy chưa Thấy trở ngại rồi đó Bây giờ người ta không có đạo đức là do cái nghiệp duyên của người ta Mà mình là cái ngoại cảnh mà mình muốn người ta là phải có đạo đức Như là trở ngại rồi Trở ngại rồi Bây giờ cái muốn người ta là không có được Mà bây giờ mình mình nè Mình nè Mình làm sao mà mình học đạo rồi mình phải an lạc Mình phải vui nè Tuy mình sanh người ta nhưng mà cái nghiệp duyên người ta chiêu cảm Cái nhăn là là đến với mình Nhưng mà cái quả báo là người ta sanh gan là người ta khác mình Tuy sanh người ta nuôi người ta khôn lớn nhưng nuôi cái thân của tứ đại, còn cái nội tâm người ta là nghiệp duyên chứ không phải là mình tạo ra đâu. Là họ gieo nhăn là tạo ra cái quả là họ là nội tâm của họ là khác mình, không có giống mình đâu. Nhưng mà trong lòng mình làm cha làm mẹ vì quá thương con mình nói nè, tôi muốn con tôi như vậy đó, tôi muốn, tôi muốn muốn được một chút bắt đầu là thấy nó còn cái gì sai, mày còn cái đó sai đó nghe mày, xong cái được rồi cái muốn, mày còn cái này sai nè. Tại vì quá thương nên nó nên nhìn cái việc Mà mà làm sao đứa con này phải tuyệt vời Nhìn từng ly từng tí Cuối cùng quý vị không thể nào có những ngày tháng Bình yên vui vẻ được Nên mình nuôi con chứ không đòi hỏi con đâu quý vị à Mình làm cha làm mẹ Mình chăng thật mình dạy con chứ mình đừng có đòi hỏi Là con mình nó phải được tiêu chuẩn Như mình mong muốn gì 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 Không dễ đâu Trời ơi như cha mẹ như đứa sanh ra Ông bà đâu có dạy được những đức Ngộ vậy đó Không dạy được mà nhận đức cũng không nghe nữa Kỳ cục không nghe Nhưng mà lạ thay tự nhiên Cái nhân viên nó đến để gặp Phật Pháp Rồi tự nhiên à, Nhận đức lại tiếp nhận Phật Pháp Rồi nhận đức lại nhận thức rằng Phật Pháp có cái hay Cái này hay, cái này hay, cái này hay Thì tự nhiên nhận đức sửa mình Sửa mình, sửa mình và sống à Nên nhận đức phiên quý vị nghe Đừng có đặt vấn đề là đòi hỏi Sanh người ta, nuôi người ta không lớn Đừng có đòi hỏi người ta hoặc là trong lòng nói trời ơi thấy bây giờ con gái đi ra đường nhiều đứa hư hỏng Rồi đi học đồ hư hỏng, quen bạn trai đồ phá thai con đứa con gái mà lo quá trời luôn, vợ lớn lên mà thấy lo quá Bạn tâm có thầy ơi, mỗi làm xấu đứa thầy Tự nhiên quý vị thấy nó nặng nề chưa Bây giờ quý vị lo lo cũng không được nữa Tại vì giờ nó có chân có cẳng nó đi rồi Nó đi ra là nó quyết định Còn mình là chỉ là nói gì nè con ơi Con gái con phải giữ thân mình mình nghe Khổ là con chịu á Chứ cha mẹ Thì ngày xưa ông hiểu thì nói rằng Con cái hư hỏng cha mẹ cũng xấu mặt xấu mài Nhưng mà bây giờ cha mẹ hiểu rồi Cái nghiệp của mỗi người thôi Cũng là cái nghiệp của cha mẹ Nên á Con á, con gái Con biết làm sao mà con giữ thân con Thì con nên, con con nhờ Con hư hỏng thì con khổ con gắng mà con chịu Chứ bây giờ cha mẹ nuôi con không lớn Chứ đâu có kèm kẹp con hoài được đâu Mình nhắc nhở đàng hoàng thôi Còn nếu nó muốn hư Hư thì nó chỉ chịu thôi con người mà nghiệp quả mà quý vị Còn nếu như quý vị mà cứ nặng nề cái nội tâm hoài Thì không có một ngày nào quý vị vui vẻ được chứ. Bây giờ trước nhất mình phải thể hiện Một con người học Phật làm sao mình vui nè Trước nhất cái việc này đi Không làm được cái việc này Thì đố quý vị phiên người ta được đó nó Rồi cái kiểu mà mình nói nó không được rồi Mình lễ nhễ hoài nó mệt chết được Lại nhảy á Tại sao có nhiều đứa con mà nó nó sợ cha sợ mẹ Tại vì quá thương mà dính mắt cứ lải nhãi lính gần cái nè khoảng gì nè ngon gì nè cái gì nè cứ vậy hoài người ta sợ nó bây giờ mình nói không được phải không ngưng đừng nói nữa thầy ơi con không nói nó làm tớ luôn thầy của thầy ồ à, nó làm tớ kệ nó cái bị luyện cái tâm mới bị đi đến một ngày nào nó làm tới đến cái mức nào nó phải dừng lại thôi lúc đó rồi nó mới quay lại nó nhìn nhận là lời nói của cha mẹ đã từng dạy mình đúng rồi khi nó nghĩ đúng rồi lúc đó nó mới dừng lại Con người mà quý vị đừng có sợ Hư rồi có khi nó mới nên Còn có những con người nó nên là nó nên luôn Còn có những con người là nó phải hư Te, tua, tả, tơ, tàn, tạ tà, Rồi nó mới nên Những đức nè Te, tua Tả, tơ rồi nó mới nên nè Mà cũng chưa nên gì mấy đâu Trời ơi Học Phật mười mấy năm mà cũng có nên bao nhiêu đâu còn hư lắm chưa nên gì đâu phải không nhưng mà bây giờ những đức thấy rằng là những đức mỗi ngày vui là những đức thấy được rồi đó an lạc vui vị mà vui trong cái tương đối không đến nỗi mà không lành mạnh ngày xưa những đức vui trong dịp tết này là cái gì vị biết không vô vô ly nữa đi, đi. ôi ôi quý vị biết rằng ngày xưa lầy lắm hư lắm những đức nhớ cái năm mà cuối lần cuối cùng mà như đức mà ăn tết xong rồi đi tu đó quý vị cái năm đó là cái năm những đứa quyết định Năm nay phải hương hơn những năm trước Cái năm cuối cùng mà để ăn Tết xong đi tu Cảm ứng nổ cái bùm <cười> <cười> thấy không Ồ cái năm đó quý vị biết những đứa qua bên Hà Tiên á Chặn nó qua bên Hà Tiên nha Nguyên một rủ nguyên một nhóm anh em Bạn bè đi bên bên thê chiếc xe đi bệnh Đi ra ngoài Hà Tiên tắm á Tắm xong ra bãi biển rồi nhậu Nhậu xỉn xong bắt nhạc nhảy ầm 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 Nhậu tới bờ tới bến cuối cùng xỉn quá đi vô nhà vệ sinh ngủ luôn Nó vậy thấy hư trò nó hư không tưởng tượng được Nó gì thấy không Một con người hư như vậy mà còn có thể tu học sửa được mà Nên quý vị có con cái Cái yên tâm đi Cái yên tâm đi quý vị Con người mà nó mà Phước duyên thì tự nó sẽ đến Mình là chỉ hết lòng mình thôi chứ không? Giống như những đức hướng dẫn đại chúng là hết lòng thôi Còn cái diện là sửa hay không là do bí bị Thì đứa đâu bắt ép được đúng không Những đứa không bắt ép, những đứa mới thoải mái nè Còn do mình là ái nhiễm con Nên mình cứ nhìn nó từng chút Mình không lo nhìn Phật Cứ nhìn con không à, niệm Phật mà cứ giáo giác Nó đâu à? nó mới lễ Phật đây Mà không biết đi đâu mất tiêu rồi à? trời Đi theo mình lễ Phật Mình cứ nhìn nó không mà lễ Phật Tự nhiên nó lễ xuống mà nó lễ mà không ngay ngắn cái sửa à, Lễ gì nè Gì nè, gì nè chi vậy à? mình lo mình lễ đi nó lễ sao kệ nó đúng không phật nói là trước phải tự lợi mới lợi tha mình chưa được cái gì chứ muốn lợi tha không à, à mình không vui mà muốn người ta vui hả nó Hồi nãy có cô kia có đến cô nói chuyện như đức nhà đức nói mấy câu mà có đứa con ngồi cái bên, bên cũng khóc khóc nó không có giải quyết được vấn đề đâu khóc mới giải quyết được vấn đề vui mới giải quyết được vấn đề chứ khóc sao giải quyết được vấn đề trong lòng người ta buồn mà mình còn buồn nữa Vậy ai giúp ai vui Những đức mà buồn lên đây sao nói chuyện bị vui Những đức mà buồn là những đức lên đây Những đức ru bị ngủ luôn Này quý Phật tử ơi Tết năm nay thầy buồn quá <cười> Vì cười nói không Mà trong lòng những đức vui Những đức nói gì vậy vì cũng cười nữa Tại vì trong lòng nó vui tâm vui thì cảnh vui thôi, thấy không? mà nếu mà cái tâm những đức mà buồn ấy, quý vị, từ bên kia mấy vị thấy những đứa bước qua Những đứa đi qua đây thôi là quý vị thấy những đứa đi nha Bước qua là biết rồi Cái từ trường tự nhiên Cả một cái cái số người đây nó nặng nề kinh khủng luôn Rồi ôi quý vị biết rằng Cái tần số của một con người mà Cái sự an lạc của họ mạnh là họ cảm hóa được với Đại chúng luôn á, không có giỡn đâu Nhưng Mà khi mà nó bất bội, nó buồn rồi Nó làm cho cả đại chúng bị đứng hình luôn á nó nên quý vị coi một gia đình mình quý vị tại sao không lan tỏa từ trường ra tại sao mà gia đình mình không vui vì chính quý vị á học phật mà học không được an lạc tâm học phật mà cứ nặng nề đủ chuyện ông chịu lo làm ăn ông nhậu nhiều mày đi chơi nhiều nghe không tao cực gì nè nó đã học phật mà ra vậy không à giờ làm bồ tát vợ ở nhà đi làm bồ tát chồng ở nhà đi làm Bồ Tát vợ thì nhiệt tình Giặt đồ, lau nhà, lo cho chồng Rồi chồng nhậu nhẹt về ói mửa Lao dọn, lao dọn mà vui lắm nha A à, di đà phật A à, di đà phật <laughs> Nó không mà con cái mà gọi nói nó không nghe không nghe khỏi nói nữa a à, di đà phật cứ làm đúng trách nhiệm mình thôi à cho họ thấy nó trời trời ơi, mình đi chơi cả ngày nay mà mình về mình thấy mẹ mình chưa đâu ba ba hứng hở ghê luôn trời Đặc biệt ghê luôn á Bắt đầu là nó nặng nề nó buồn cái gì nó mới tìm mẹ Mẹ ơi con thấy mẹ vui quá Con trong lòng con đang buồn quá mẹ Mẹ chia sẻ cho con nghe này kia đi thấy không Còn cái kiểu mà mình vừa gặp nó Nó chưa có muốn mình nói Mà mình gặp nó mình cứ là muốn nói không à Trong khi nó không muốn nghe Mà nói làm gì Thừa đừng có nói nữa Để tới nào nó thèm đi Còn nếu tới chết luôn mà nó không hỏi mình Thì lúc đó nó nói hạn kệ nó Lúc đó nó mới gặp những đức Bị chết rồi nó gặp những đức thầy ơi con hỏi hẳn lắm thầy ạ à. lúc mẹ con còn sống bà dạy con con nghe đâu bây giờ mẹ con chết rồi sám hối với thầy <laughs> nó, nó nói mày sám hối ngộ quá mà chờ bà chết rồi mày mới sắm hối với tao nghe không có nghĩa là nó vẫn còn cơ hội đó là nó nó quay đầu mà cái nghiệp duyên là mình chết rồi nó mới quay đầu như lúc ba mẹ những đứa còn sống những đứa có quay đầu tu hành đâu Mẹ thì mắc sớm thì không nói đi không Còn ba lúc đó những đứa cũng hai mấy tuổi rồi Mà đâu có quay đầu đâu Trời ơi quý vị biết rằng nghe trên thành phố về Nghe ông già ông đợi mình ở nhà Lúc đó ba như đứa sáu mấy tuổi Ông cứ nhớ mình ông đợi con mình Là út là thằng trai út đi suốt quanh năm á Lâu lâu về Về lần là, là những đứa ra vẻ mình trên thành phố Về làm có tiền á về quê đưa tiền cho ông xài đưa cho anh em người chút đỉnh chút đỉnh xài xong xạo lắm nha rồi đủ rồi đó tôi là gì là ghê lắm rồi đó cái nhiệm tôi gì là ghê lắm rồi đó nghe đưa tiền cho xài là được rồi đó bắt đầu tôi đi với bạn bè tôi đi chơi không nghĩ về tâm trạng của cha mẹ chứ quý vị bây giờ mới hiểu thì cha mẹ chết rồi nhưng có muộn không chúng ta phải đem cái tâm này đến với mọi người vẫn chưa muộn đâu bạn vẫn chưa muộn đâu còn cái thăng này là còn còn cơ hội nhưng mà những đức mong những người còn cha còn mẹ đừng để mất cơ hội đó đừng có để trễ phải không còn nếu quý vị để trễ thì tùy quý vị thôi Nhưng những đức khuyên quý vị đừng có để trễ Như những đức nè Là cha mắt Rồi sau này những đức 29 tuổi gặp Pháp 3 năm sau những đức mới cảm giác được Là mình không còn cơ hội để giúp cho cha mẹ Thấy không Thì bây giờ mình cũng phải cố gắng mình sống vui thôi Nhưng mà mình đem những tư tưởng để Mình chia sẻ ra cho những người người ta nghe Là đừng để cha mẹ chết rồi Mình mới cảm thấy rằng mình hối tiếc quý vị nó nghĩa là cho tiền xong rồi là đi chơi suốt luôn Đi 3-4 giờ sáng mới về Ông già ở nhà ngủ không được Cứ nằm đợi con mình Vì cái tấm lòng cha mẹ Mẹ như đứt mắt còn ông già Mình đi làm ở xa về hồi, hồi đó ở nhà là ngủ chung với ông ba không à Từ nơi đó mà đi về là mình cũng ngủ với ổng ở trong mùng á Vậy đó mà mình đi chơi suốt luôn Mình đâu có hiểu cái tâm trạng của người làm cha làm mẹ đâu Mình cứ lo đi chơi với bạn bè không mà quý vị Nó, Quý vị biết rằng cái cảm giác này Nhiều người làm cha làm mẹ cảm giác lắm nhưng mà mình nói con nó không nghe đâu nó bây giờ mình đã học phật rồi nó cỡ mở tâm tư lại đi quý vị là kệ nó mình ngủ mình quen rồi ngủ mình nè à. còn gì về mày cho tiền thì tao nhận con mấy rồi thôi còn không có quan trọng cái việc đó còn mình làm sao mình sanh ra cái pháp vị mình sống cho nó vui chính mình được nè chính mình phải làm mình được nè chứ mình đừng có để mà cái ngoại cảnh cho mình vui cái ngoại cảnh mà cho mình vui thì người ta lấy lại là mình khổ Khổ là do gì người ta cho mình ta lấy lại mà Quý vị coi bao nhiêu cặp tình nhân không Sống bên nhau yêu thương Bao nhiêu lời mặn nồng Mà khi người ta nói người ta không thương mình Hoặc trong tâm người ta không thương mình Chỗ là người ta dùng những lời lẽ Nó phủ phàng lắm quý vị à Ai trong đây đã từng chịu những lời phủ phàng chưa Ôi ơi Cái lời ban đầu yêu thương quý vị nghĩ nó mặn nồng cỡ nào Rồi ơi, dù cỡ nào đi chăng nữa nó anh có thương em thật lòng không thật lòng bây giờ em kêu anh nhảy xuống hầm nó nhảy không nhảy luôn nó nửa đêm sợ ma ông hông luôn chó dược anh cũng tính tìm anh em đúng không thương rồi là ghê lắm quý vị nhưng mà khi không thương quý vị là tất cả những lời phủ phàng nó sẽ đổ ra đổ ra thoải mái luôn đó rồi quý vị lại nặng cái tình thương đó trong nội tâm rồi bây giờ bị phủ phàng rồi nó mới quay ngược lại là tại sao anh lại lừa dối tôi Lúc đó thương thành ra hẳn Nên những đức phi quý vị Mình là con người nghe Phật Pháp quý vị Đừng bao giờ tích giữ những tình thương trong nội tâm Mà để khi nó Phật lòng một chuyện gì đó rồi nó quay lại hẳn Đừng có như vậy nghe không Mình phải phân tách ra Tình thương người ta dành cho mình bao nhiêu năm Bây giờ người ta chỉ cần nói một lời Nói làm mình đau lòng Thì trừ qua sớt lợ vẫn còn dư nhiều quá Em thông cảm với anh Vì anh thương em rất là nhiều năm mà Bây giờ chỉ một hai cú đánh thôi Hoặc là một hai cú đá thôi Thì cái này vẫn còn thừa Vẫn còn dư tình cảm mà Anh dành cho em đúng không Thôi em thông cảm cho anh đó Anh đã cho rồi bây giờ anh lấy lại chút đỉnh đúng không Thôi thông cảm Không có buồn không có phiền Vậy thì quý vị tu là nó thoát được cái tâm rồi đó Thấy không nó, nó thoát được cái đó Nó thoát được chỗ đó vì mới đạt tiêu chuẩn đó Nghe nó nghe gật đầu vậy đó Nhưng mà đụng chuyện phải giải quyết vấn đề nè Nghe không? trò cái cõi đời này bao nhiêu cái khổ đau mà quý vị Bao nhiêu cái khổ đau mà mình mà có thể mỗi ngày vui gì không đơn giản đâu Nó Nên hồi tối với hồi tối văn nghệ vui công nhận Bữa 30 nghe Ngộ ngay những Đức làm việc có nghe quý vị nó cảm giác cái từ trường Bữa 30 là cái bữa mà người ta buôn bán không được Cái từ trường nó nặng Trong khi chùa mình tu vậy đó nghe Mà những Đức thì không có bị nặng nề gì nhưng mà ngộ lắm những Đức cảm giác là một cái từ trường gì nó đang đặt xuống Nặng nề lắm thì cái bữa 30 đó Những đức không văn nghệ cho gì hết luôn Ăn bánh uống nước lên Nói chuyện có 5-7 phút Đứng lên đi ra ngoài luôn Được rồi đủ rồi đó Không có vui vẻ gì được nhiều chứ Không có cái cảm giác đó Vì sao không có đi ngược lại cái tâm mình Được rồi nhiều là đủ rồi à, tôi hôm nay được có nhiêu đó thôi Rồi trở về phòng niệm Phật Đồ này kia thôi Mùng 1 một, mùng một bắt đầu từ trường nó giảm nhẹ xuống Hình như là có người bình tĩnh tâm lại còn bữa 30 là cái bữa đó là cái bữa nó đang gắt nha quý vị Đang gắt cái tâm á Nó nặng nề lắm Bữa mùng 1 bắt đầu nó nó, nó, nó nó vô cuộc rồi Là Tết, Tết xong rồi Chiều mùng 1 là nó nhẹ liền Nó nhẹ tất cả con người nó nhẹ nhẹ xuống nha quý vị Bắt đầu là tới bữa mùng 2 là hôm qua quý Là từ trường nó phát lên tương đối được là Buổi chiều nó mát mẻ từ trường nó đặc biệt là quý vị Bắt đầu là chiều lại như thế này Chiều nay ăn bánh uống nước gian nghệ nè nó bắt đầu hôm qua thôi mấy bài hát nha còn nói chuyện nó vui <laughs> vui vẻ vô cùng nó bây giờ thấy không mà những con người mà ăn tết ở đây mấy ngày tết đó nha đúng là nhiều người nói cảm giác đặc biệt thì. cái cảm giác gì vì biết không không xài điện thoại không xài tiền đó, tiền để trong giỏ đúng không không thấy đem tiền ra nhìn còn ngoài đời thì cứ một chút cái là đem tiền ra chút cái đem tiền ra đổ sang mua đồ tiền đúng không còn vô đây thì sao không cần bận tâm gì hết mấy ngày tết rồi không nghe ai gọi hỏi gì mà xung quanh chỉ nghe nam mô a di <laughs> phật ôi nó đi đâu nó cũng nghe nó nghe câu vật hiệu mà nó làm cho mình ấm áp khỏi lòng rồi nó bình an vô cùng có cái anh này nói tội thầy ô con ở nhà con nghe thầy con ngủ mà sao nó mê say ngủ mà nó kỳ cục lắm còn con vô đấy nghe thầy ngủ ít nhưng mà thức dậy khỏe nhưng đức nói cái cảm giác nó bình an đó anh cái cảm giác nó bình an quý vị biết không cái lúc nào mà con người bắt an Nó bị bị ngủ nước miếng nó chảy tùm lum hết chứ ừ gan nó đổ cũng nhiều nữa mà con người mà cái lúc mà nó an tâm nó vui Nó bị ngủ mặt mày sạch sẽ lắm kìa thức dậy tỉnh veo cảm giác này kinh nghiệm luôn quý vị nó nên tại sao không luyện cái niềm vui không luyện nụ cười những đức nói nghe quý vị quý vị mỗi buổi sáng công phu thờ xong phải không đứng nhìn về phương tây ai với đà phật ai với đà phật Mười câu cừ Mười cạn ôi ôi quý vị suy nghĩ đi một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ Bị cười 10 cái như vậy là 100 thang thú bổ nhập vô người liền Thấy chưa Nghĩa là con người nó cười thành quen Dù là quý vị không có duyên mà bị cười với thành có duyên à Phải tập cười Có những người nhận đức nói vậy mấy bà nói Dạ cười không được thầy ơi Cười không được Nhận đức nói, Cười mà sao cười không được Sao lại ở đây nhận đức nói chuyện cười được à, ờ, Thầy nói chuyện thì cười được mà về nhà cười không được Không có cái nhăn cười Bây giờ không có nhăn thì mấy cười mấy vị tạo nhăn cười đi Nghe không <laughs> Nó, nó cười thành quen nó chứ không có giỡn đâu quý vị à, à tại sao mà mỗi tuần chủ nhật ta đi đến đây vì nó cười thành quen mà một nụ cười này nó cười giết rồi từ từ nó xóa tan những nỗi buồn trong khỏi lòng đầu năm quý vị thấy không đầu năm mà cười gì là quý vị thấy cả năm thì sao thì cả năm cười, <cười> Vì nói giàu sang kiếm tiền nhiều hả kiếm tiền nhiều mà nghe chó sủa hết hồn tôi cũng không ham bằng cười nữa tôi có nụ cười tôi có thể chia nụ cười cho tất cả mọi người mà tôi cũng không mắc nụ cười nhưng của cải nhiều nhưng mà chia là hết thấy chưa cái hiện 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 tướng chia là hết nhưng mà hiểu biết chia là còn nhưng mà ai hiểu biết nhưng nếu niềm vui từ nội tâm quý vị có chia bao nhiêu nó càng vui thêm nữa cái niềm vui của nội tâm này như những đức vui những đức chia vị như đức có hết vui đâu Càng chia là càng vui Thì từ nơi đây mà sanh ra cái chỗ Tài thí thì giàu sang Pháp thí thì thông minh trí tuệ sáng suốt Phóng sanh thì sức khỏe tuổi thọ kéo dài Gieo nhăn gặt quả nó. Tại sao mà cuộc đời này mình sanh ra đời gương mặt nó buồn Có không? Có những người sanh ra đời mặt buồn không? Có Cái mặt xù xù à Nó Trời ơi, ngoài đời mà cưới nhầm con vợ vậy thôi bỏ mạng luôn Kiểu vợ mình mà tối ngày nó không cười Tối ngày cái mặt cứ Em, em gì em Chịu nổi không Nên con người quan trọng nhất Là con người nó vui từ cái nội tâm này nè Nên những điều, những đức nói đây Nó phát xuất ra từ đâu quý vị Niệm Phật mà ra đó Chân thành niệm Phật Mọi việc kiết tường như ý đúng không Cái kiết tường như ý Ai mà không cần mà nó phải phát từ cái tâm này ra nè Chứ đâu phải là Tết nhất gặp nhau Chúc anh chị năm mới kiết tường như ý bằng ăn phát đạt, phát tài, phát lộc Thừa Ôi ơi, nói câu này thừa quá Nó làm gì chỉ có như vậy thôi hả Chỉ vậy đó thôi Đem sự khổ đau cho người ta Mà mà kiết tường như ý cái Niềm vui ở đâu mà đến với cái sự mà Mình đem khổ đau cho người ta Mình đem sự khổ đau cho người ta Mà mình muốn vui, không có đâu bạn Đúng không? Nó không có chuyện nó xảy ra đối với bạn đâu Nên từ nơi đó mình phải đem niềm vui cho người ta Mình phải đem sự an lạc cho người ta Mình đem sự bình an cho người ta Mình mới có được sự bình an an lạc chứ Cũng như bây giờ mỗi ngày những đức ở trong chùa Bình an an lạc gì Là do những đức đem sự bình an an lạc chia cho người ta như đức mới được gì chứ Quý vị coi như trong chùa mình gì vô đây ở công tu thấy rõ ràng không Những đức nói với mấy cô trong chùa mình nó Mua đồ ăn, đồ uống làm cho ngon Mấy cô nghĩ đi nấu, nấu đồ ăn Mà đông người gì nấu cũng cực lắm đó phải điều tiết làm sao chứ đâu có đơn giản đâu chàng nó nấu một nồi đồ ăn mà năm sáu trăm người ăn đâu có đơn giản đâu múc không te tua luôn đúng không nhưng mà những đứa ở phía sau phải gặp mấy cô đồ tâm sự rồi cho mấy cô vui rồi ôi ơi, mà không tâm sự với mấy cổ mấy cổ mà buồn rồi mấy cổ nấu ăn ăn mặn chát gái mà nó nó bực bội rồi lên nó nấu ăn nó bực bội ha mình trên đây mình nói chuyện nó ở dưới nó đập chảo sàn sàn nói hay quá phục vụ muốn chết luôn này xuống đây làm đi nghe không bực tức đó, quý vị nên thôi ơi mình phải thường mình gặp mình nỉ non rồi mình nói về cái việc mà ý nghĩa của cái việc phục vụ chúng sanh cho người ta hiểu đúng không rồi người ta vui rồi bắt đầu lúc đó người ta mới phát tâm người ta phục vụ được như mấy cô trong chùa mình cũng dễ thương mà phục vụ cũng vui vẻ đúng không quý vị Đấy tương đối vui vẻ còn phục vụ quanh năm quanh năm không nghỉ một buổi phục vụ quanh năm luôn một ngày mấy trăm người cứ nấu ăn suốt một ngày ba buổi cứ chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị mà cho cái gì vui đâu chỉ có những đức nói chuyện buổi sáng một chút mà tối chủ nhật thì những đức gặp nguyên một nhóm người ăn bánh uống nước rồi nói chuyện với bà cười có nghĩa là những đức được con cái là nói chuyện mà người ta cười quý vị chắc mình cũng hài hước ha ừ nói chuyện ta cười được á nó nên cái niềm vui nó giải tỏa nên những đức nói với các ông nha người đàn bà người ta sợ nhất là cô đơn á nên mình phải làm sao mà mà mình ước ác cái tâm người ta nó, mình phải nói chuyện mà người ta cảm thấy người ta bình an người ta vui vẻ phải không người đàn bà mà nó vui vẻ rồi là nhà hạnh phúc người đàn bà nguy hiểm lắm đó <laughs> Ông nói không nguy hiểm ở chỗ nào nguy hiểm ở chỗ nào à mấy bà mà buồn rồi là mình trúng độc hết á <laughs> mấy ông suy nghĩ có phải không đàn bà mà buồn là mình trúng độc á trúng độc gì thầy Bà nấu ăn cho mình ăn ăn tổ ngày nói mà khi tâm săn hẳn mà nấu ăn là đồ ăn trở thành chất độc khi tâm săn hẳn mà cho con bú là con bú sẽ bệnh nặng là chết còn nhẹ là cũng bị bệnh te tua luôn sữa của mẹ mà săn hẳn mà cho con bú là sữa biến thành chất độc nên án tổ ngài nói rằng khi người mẹ mà săn hẳn với chồng tức tối với chồng cử lụng với chồng là phải để một tiếng gửi hai tiếng sau cho tâm bình khí hòa mới cho con bú được còn nếu cái lúc mà vợ đang tức tối săn hẳn mà con khóc hòa lên lấy nó vú nhét vào miệng nó cho nó bú tức khắc nó bú thành chất độc liền tại vì tâm săn hẳn sửa thành độc sữa là máu của mẹ đó mà từ tình thương của mẹ mà sanh ra sữa mà sữa ngọt dòng sữa ngọt là máu của mẹ Vậy mà tâm người mẹ mà nóng là sữa ngọt trở thành độc dược Người chưa Nó nghĩa là tuấn do tâm sanh Nên cái tâm người đàn bà khi nóng dặn là nấu đồ ăn Là người trong nhà ăn lu bu lộn xộn cái tâm liền Nên ngày xưa tại sao mà Chùa chiền mà người ta lựa những bậc có tu hành Mới nấu ăn Ngày xưa chứ tổ sư người ta lựa những người có tu hành Nấu ăn không à Người mà có công phu mới nấu ăn Nhớ công phu mới nấu ăn được Tại vì khi nấu ăn á, Là cái tâm thiện nó nấu ra đồ ăn mỹ vị còn cái tâm mà bất thiện là nấu ra đồ ăn động dược á mấy cô dưới bếp nghe nghe <laughs> ai đau chân cái thẳng chân nghe quý vị ngồi đau chân cái thẳng chân cho phép nhớ từ nó đó nói đây âm thanh nó có vang dưới và có truyền cái tivi dưới nghĩa đứa ngồi đây dưới dưới cũng coi thấy thăng thăng khắp nơi thấy <laughs> không nên nghe vậy rồi nhớ qua giữ cái tâm thiện nghe chưa nó đang xào đồ ăn nó cười lên chọn <laughs> bưng cơm bưng nước bưng nước bưng cơm đồ ga mà cái kiểu mà cái mặt mà ăn nó ăn vô ghê quá những đứa ngày xưa mà đi đến nhà bạn bè chơi mà mấy thằng bạn có vợ mà mà những đứa mà nghe phía sau nấu ăn mà nghe sèn 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 nhóm chừng chuẩn bị chạy xong nó bưng đồ ăn ra mà thấy mà mồ hôi nó đổ theo cái dành môi á với hai cà má mồ hôi á mặt nó làm nè <laughs> có mà trời ơi. những đứa mà nhìn thấy một cái là những đứa gấp vài đũa uống vài ly rượu không dám uống say nó không dám uống say chỗ này hỏi sao à vợ mày ghê lắm uống say coi chừng nó quýnh <laughs> nó quýnh tao tu nó nên nó trộn nó ngoài đời nó nó cũng khéo léo chứ đi đến nhà người ta mà vợ người ta không đồng ý mình mai mốt đừng có đến lu bu nữa thêm cái nữa cái thằng bạn mình ngủ đi nhậu mà nó nó về là nó cự lộn với với vợ nó không à mình nói một hai lần mình nói bạn ơi tôi chơi với bạn bạn nhậu nhẹt với tôi mà bây giờ bạn nhậu gì bạn cự lộn với vợ bạn mà đánh vợ bạn rồi đập nhà đập cửa tôi mai mốt tôi không có nhậu với bạn nữa đâu tôi nhậu với bạn 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 cũng ghét tôi nữa người ta cũng đánh giá tôi luôn nữa thôi tôi không có chơi với bạn vậy đâu nếu bạn sửa thì tôi chơi với bạn còn bạn không sửa là tôi không chơi với bạn nữa đâu Nó thật á Trời ơi người ta nhậu vô là quýnh vợ quýnh con Đập nhà đập cửa mà mình đi kỳ gũ người ta nhậu Thứ ác độc <laughs> Đúng không Ôi ơi Ngày xưa mà có cái ông nó kế bên nhà mà ông rủ ba như Đức nhậu Mỗi lần như Đức gặp ông mà Đức, như Đức lúc đó còn nhỏ lắm Như Đức nói Ông lấy lấy kim đâm ông <laughs> Tại vì ba mình mỗi lần ông nhậu gì là ông tự lộn với mẹ mình không Mình tức ghê luôn á Cứ rủ ba mình nhậu hoài à tức lắm mấy vị đó nên tất cả các ông đàn ông mà nghe câu này nghe không mình nhậu là mình nhậu cho vừa thôi còn mình nhậu với người đàn ông mà nhậu gì mà quýnh vợ quýnh con người ta đừng có nhậu với họ hoặc là mình nhậu nhẹt mình chơi với bạn bè mình đừng có khích người ta có những ông mà gọi là gặp mà đi đến nhà mà vợ mà không làm mòi màng đồ đem ra rồi nói trời ơi vợ mày sao á chứ vợ tao mà hét một cái chạy cống chân luôn mày đúng là nhát nói mấy câu đó là có tội người ta nhát kệ người ta miễn gia đình ta hạnh phúc thôi khích người ta lỡ tức lên nó đánh vợ người ta sao mắc hạnh phúc gia đình người ta đúng không nó rồi mình ở ngoài đời mình đi chơi với chị em gái đồ, mà kiểu mà mình làm mai làm mối đồ bậy bạ là tội lắm nghe người ta có chồng đồ mà mình, mình, mình vẫn giỡn làm mai cho người ta đồ tội lắm nó không giỡn đâu nói vì, nó... Ở đời có bốn cái ngu là mai lãnh nở, gác khu cầm chầu. <laughs> Đừng dính dáng với chuyện này. Thấy không? những điều như Đức chia sẻ đó quý vị nhớ là trong cái cuộc sống đó đi đến chùa này tu hành này nhớ nè. Ai cũng là người bận đồ lam đến tu mà. Nhưng mà cái tâm bên trong nó có lam hay không là chuyện của mỗi người. Thấy không? Cái hình bên ngoài thì chúng ta là người tu đi, biết người đó tu đi. Nhưng nội tâm thì mỗi người khác nhau đi đến chùa mà đừng có mày cái kiểu mà mượn tiền mượn bạc nghe chưa những đức không mượn tiền quý vị thôi chứ bị đi mượn tiền nhau làm chi đúng là những đức phải mượn tiền quý vị gì? những đức nuôi bao nhiêu trăm bà già nè khổ quá đâu phải than thở một tháng xài bao nhiêu tiền bạc nè thầy đang lo lắm con đấy không cái này người ta còn không nói vậy mà phải không nên chị em đồng tu anh em đồng tu đến đây tu tu đến đây tu gặp nhau nói chuyện phật pháp tuyệt đối không có nói dính dáng tiền bạc hỏi đến tiền bạc nó không được vậy tôi đi tu là tôi chỉ có đi tu thôi chứ cái chuyện tiền bạc là chuyện vợ chồng của tôi chứ ngoài ra nói vô cái chuyện này không có được đâu bạn bè mà thăng với nhau là đừng dính tiền còn đã cho mượn thì đừng nghĩ trả nhớ nếu làm được cái chuyện này thì hãy cho mượn cho mượn tiền thì đừng suy nghĩ trả tiền thì cho mượn còn nếu cho mượn tiền mà suy nghĩ họ trả thì đừng có cho mượn Tại vì họ không trả là mình hạng thù nổi ra lên liền. Hiểu không? Đừng có dính tiền là tốt nhất đừng có dính. Nghe Đức khuyên vị nghe đi. Đừng có nói tình cảm gì đừng có nói khóc lóc chứ. Cái người mà mượn tiền mà kiểu mà mình nói không có mà là, anh ơi cho mượn đi khổ lắm. Không có trời ơi tụi này kẹt lắm. Cho mượn đi mà thời gian thôi, tháng sau em trả. Không kẹt dữ lắm. Anh cho mượn đi 10 ngày sau em trả. Trời ơi 10 ngày cũng không được nữa anh cho mượn đi hai ngày sau em trả Dứt liền Đừng cho mượn Người này là Người này là dai bà cũ luôn á. <laughs> nghe chưa Nhớ kinh nghiệm nghe cái Kiểu như người ta kẹt mà ta hỏi một tiếng Không cho mượn thì thôi Người này còn có thể Đúng không Còn cái kiểu mà hỏi dai Nó dài nó dở nó kéo Họ thua Giấm dứt Không có qua lại với người này nữa Người này mà dính vô một cái là rồi Mai mốt là có vấn đề xảy ra liền Hoặc là có những người chim mồi ghê lắm em Ban đầu mượn 200 triệu Mượn 200 triệu mượn xong Bữa sau em trả trả một phát Dính cái chuyện này là nguy hiểm Nên ban đầu mượn tiền không được Còn giúp giúp luôn Khỏi cần trả nữa thì được Đối với anh em là vậy đó Đưa không trả nữa Vì sao? Vì chặn con đường mai mốt đừng mượn nữa Còn nếu như giúp được Ra tay giúp liền gặp ngặt nghèo là giúp liền không nói cho hiểu không gặp nghèo ngặt nghèo là giúp còn cái chuyện mà nói mà họ e mà cái chuyện mà bữa nay mượn trăm triệu trả mai mốt mượn hai trăm triệu trả nó kéo từ từ nó lên hai tỷ đi luôn dứt quý vị luôn không đơn giản đâu có những người mà cho tiền 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 lờ đủ trời bỏ tiền cái mà lấy lờ đó ban đầu nó chim chim nghe một tỷ rồi nãy trả lờ đồ ngon nghe tỷ rồi trả ngon nghe chim vô hai ba tỷ năm tỷ sáu tỷ quốc một phát ôm đi luôn nó bị đứt đường liền thôi để trong túi xài đi chắc ăn à, Kinh nghiệm nha quý vị Mới đây nè có một cô gặp những đức kìa, Đi đến chùa mình tu Mà trời ơi Mà, mà, mà công nhận ghê thật chứ Những đức nhắc bao nhiêu lần vậy mà vẫn bị dính Đi cộng tu cộng tu với nhau Quốc bà đó một phát Tổng cộng gom lại hết Một năm mấy Mà gom ba mươi mấy tỷ Mượn mấy người luôn Người 5, 8 tỷ, 5 tỷ Mượn mấy người Cộng là ba mấy tỷ nghe nói vậy đó. Ghê chưa nó, Ghê chưa Ngã ngửa luôn á nó Nên những đức nhắc là từ xưa Đã nhắc rồi đó Vậy mà còn bị dính thấy chưa à, vô đây mà nói chuyện thăng thăng ở nhau thôi thăng là thăng tiền bạc là khác dính vô những đức cũng rõ ràng quý vị thấy vô đây cộng tu quý vị có bao giờ mà những đức dính tiền bạc quý vị không không mới dính tiền bạc hồi nãy cô kia cũng tội nghiệp cổ nó thầy thầy con con nó 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 để dành tiền chút đỉnh để cho nó cúng dường cho thầy để kết duyên với thầy như đức nó không khỏi kết duyên ừ. <laughs> nó mới gặp mình nó còn nhỏ mà mình để cho nó đưa tiền cho mình rồi mai mốt trong tâm tư nó nghĩ rằng ông thầy mình phải đem tiền đưa cho ổng mình là người mà cần tiền mà con nít mà bị bị tiền là nó nghĩ rằng là vạn năng nó có tiền nó mới đi chơi game nó mua đồ nó mua sắm đúng không Bây giờ tự nhiên tiền của mình để dành mà đem đưa cho ổng à Không phục Đừng có tạo cái chuyện đó Đến nó giống như nhờ giả ông thầy Ông thầy ổng giúp thôi Rồi mình có cái gì mình tặng mình cho cháu thôi Để nó gây một cái ấn tượng đó mới là đẹp Còn tiền là tự nhiên mình đem thùng Nó bảo mình cúng là tùy duyên Đừng có dính vô ông thầy Vậy thì mới độ được đứa cháu này sau này còn nếu mà nói vậy vậy gì, gì mà cầm tiền đưa cho ông thầy ban đầu từ khi con nít nó đưa nó quen nó, nó quen nó nghĩ rằng sau này Gặp thầy là phải có tiền mới gặp. Còn nghèo nó không dám gặp nữa. Hoặc là người này có tiền thì gặp được, người kia nghèo nó không dám gặp làm sao? Nên chúng ta không nên nhận tiền thì nghèo giàu gì cũng gặp được chúng ta chứ. Thấy à, không? Kinh nghiệm Những đức làm gì tính kỹ lắm quý vị, không giỡn đâu. Những điều mà những đức nhắc nhở quý vị là không bị tác dụng phụ hết. Nên những đức cùng với quý vị mà quen nhau lâu dài lắm, có thể cả đời này không thay đổi. 5 7 năm biết nhau mà không nói chuyện một câu. Như vậy mà như buổi ban đầu. Dễ không? Nhiều vị gặp những đức biết những đức hơn 6 năm nay thấy rõ ràng không? Iran như ngày xưa Có nhiều anh em mà lâu ghê không gặp những đức gặp lại nhìn đức nói chuyện với mấy ổng Ông nói Iran Iran chú hiền ngày xưa Những đức nói Tôi là tôi Chứ khác làm chi <laughs> Đúng không? Ôi, tự nhiên tu mà ra Mình là trở thành người lạ Ô, ơi Lạ làm chi trời Tự nhiên con người tu mà ra, ra cái danh làm gì mình phải tu ra một con người đơn giản cái danh làm gì không no, tu ra hay lúa lúa nó không thiếu gạo ăn no, nên mình sống với cõi đời này đừng có sợ người ta cười mình là hay lúa ăn cái gì mà mà chơi tôi hay lúa nó no, gặp chồng hay gặp người bạn gái đồ mà mà mà, mà, mà hiền hiền mà mà kiểu quê quê đó, nên chọn đi người vậy mà nó chắc ăn Thấy không no, nó no, nên nó quý vị biết rằng những điều như đức chia sẻ cho vị nghe là trở thành một con người đơn giản bình dị nhất để mà sống đi Đơn giản bình dị nhất mà sống là tuyệt vời lắm Rồi mỗi ngày cứ lão thật niệm Phật thôi Sống ở cõi đời này thì lúc thì thuận duyên Lúc thì nghịch duyên đến với mình thôi Giống như trên đoạn đường quý đi Có những lúc thì đoạn đường bằng phẳng Có những lúc thì ổ gà Có những lúc thì đường ngay ngắn Mà những lúc thì đường cong quẹo Sống ở cõi đời này là làm sao mà lúc nào cũng suôn sẻ được quý vị rồi ơi nó thật sự mà nói ai mà nói cuộc đời tôi lúc nào cũng suôn sẻ nói thua đố mà không giảng sanh lúc nào cũng nó suôn sẻ sao giảng sanh phải trông gai phải khó khăn ví dụ như bây giờ hướng dẫn người ta làm gì một ngày nào tự nhiên người ta trở mặt lại với mình hết ai cũng ghét mình hết chứ không ai nghe mình nữa chứ mình cũng niệm phật à tôi vui bình thường vậy đó đạt rồi đó thấy không chứ đâu phải là chi cầu cái này đâu phải là nói bây giờ là mình ngồi ở trên vì mình là ngon không có ngon đâu ngồi ở dưới nó không bị té xuống chứ ngồi trên nó té xuống á ngồi dưới gì ngon lắm á không trời ơi thì thấy quý vị ngồi đây có ai mà nhìn để ý vậy đâu nhưng mà những đứa này bao nhiêu cặp mắt để ý nè nó nên những đứa sợ cái tác dụng phụ mà sau này lỡ mình cái gì hư hỏng á hoặc cái gì không phải làm cho người ta thất vọng đâu. Tôi rất mong quý vị đừng thất vọng Vì sao? Vì tôi là phàm phu Không à, phàm phu mà à, Tôi vẫn còn thích vui Tôi vẫn còn thích ăn Tôi vẫn còn thích ngủ Nhưng tôi cũng thích niệm Phật nữa không? À, vậy thì bây giờ tần số nào mạnh nhất Thì nó dẫn tôi đi vào chỗ đó thôi Ai biết được mai mốt cái tần số khác nó kéo tôi làm sao Tiền thì nó chắc là nó không kéo rồi đó tại vì những đức biết cái vụ tiền bạc còn danh thì những đức không có cảm giác nhiều nhưng chỉ có một chỗ mà nó kéo những đức được thôi Xẹt <laughs> <laughs> đó thấy không nó phải nói trước nghe không để chi để mai mốt người ta thất vọng mình sao tôi không muốn quý vị thất vọng cuộc đời của những đức nghe kinh nghiệm quý vị không bao giờ hướng dẫn người ta thành một cái fan gì hết trơn á fan gì mệt quá fan ai di đà phật đi Trời ơi, thầy mà phán như chợ Tu ra một con người bình thường thôi Những đức thích đi đâu đi mình Nó kiểu mà lễ lọc mà mấy chú nào đi theo Đi ra Đi mình tôi Ngày xưa mà nói tôi ăn nhậu mà té ít, ít 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 Chó còn chưa đến liếm tay tôi nữa Bây giờ mà tôi ngon lạnh gì đúng không Mình nhờ niệm Phật người ta mới kính trọng mình chút Là nhờ cái âm đức của Phật Chứ mình có gì đâu Chứ giờ mình không niệm Phật nữa Ai mà kính trọng mình Nó hay ho gì nên có những người mình tu vừa lên lên chút là mình tưởng đâu mình là chắc là là phật hay gì không có đâu phàm phu nặng nề còn nặng nề lắm hướng dẫn người ta nhiều vậy chứ mình nội tâm mình không lẽ mình không biết hả tự mình kiểm tra nội tâm mình đi mình không biết mình sao giấu mình hả mình là sự thật là như vậy mà còn nhiều thứ nặng nề lắm nó nên hiểu được chút thì nó vui được chút thôi thật sự quý vị nghe trong phật pháp, pháp chỉ cần nếm một chút thôi đã là vui quá rồi Chứ đừng có nói chi mà thâm nhập Thâm nhập thì an lạc này đến mức nào Niềm vui của chúng ta là niềm vui nó chỉ nếm một chút của Phật Pháp Còn niềm vui mà thâm nhập Phật Pháp là nó vui Nó vui từ cái Pháp lạc của nó Mình không diễn đạt được đâu quý vị ơi Không có diễn đạt được đâu Vui mà không vui, không vui mà vui Đạt tới cảnh giới đó thì là, là thâm nhập Phật Pháp Còn mình bây giờ là nó vui nó còn hiện cảnh nó vui nó hiện cảnh nó chỉ là liếm một miếng Phật pháp thôi hiện cảnh vui nói vui nhưng mà sống ở cõi đời này nó phải hiện cái cảnh này nó mới giúp được chúng sanh nhưng mà không được chấp cái cảnh này thì nó mới thâm nhập phật pháp vui mà nó không thâm nhập cái cảnh này nè nó không dính mắc cái cảnh này nè thì nó mới mới thâm nhập vô trong phật pháp được nên quý vị phải nhớ nó, nó sâu sắc lắm á nên từ nơi đó mà chúng ta niệm phật nó nói một câu Phật hiểu đơn giản lắm mà đơn giản lắm đơn giản mà mấy người tin tịnh độ tu bao nhiêu chục năm mà còn không tin tịnh độ đừng nói đơn giản cái vị thấy một bà già bình thường niệm phật bị nói không một tịnh độ là đơn giản không dám đơn giản đâu bao nhiêu đời kiếp đã tu rồi mới gặp được pháp môn tịnh độ mà tin trong kinh vô lượng thọ phật nói người mà không đủ thiện căn phước đức nhân viên thì không tin pháp này thấy không ngồi nghe tịnh độ mà ngồi nghe gì mà không ngủ gục là biết biết rồi đó biết cũng có thiện căn sao rồi đúng không có cô ghi ngủ thì mở mắt ra coi <laughs> cái nghiệp con người mà nó kỳ cục ghê gọi là lần... ngủ cái mà nói ngủ cái mà lần làm... mà lúc ngủ nó mê lúc ngủ nó mê mà nó chọt cái cục ngủ cái mà... nói, nói, ai vậy cái bà rồi cái rồi nó kiểu kiểu nói thầy nói bà kìa mà mới mất cái đi tội nghiệp ghê thì... cái giờ này đâu phải là đơn giản thôi vì cái giờ này cái giờ nó hôn chồng buồn ngủ lắm nè mà nhờ những đức nói chuyện nó vui vui vì mới ngồi được á không trong phật pháp nó đưa vui vui vô một chút đúng không làm cho hưng khởi tâm mới nghe được chứ gặp mà ngồi mà cứ à, thầy nói cho con nghe con phải vậy vậy nghe không thầy nói nghiêm với thầy con ngủ không? <laughs> ngủ sạch nhát treo vậy? nó nói hay cỡ nào nó không nghe được sao mà được mà thờ bây giờ bị nói vui cười mở mắt ra mà nghe được là đạt Câu nào được là được liền đúng không? Còn cái kiểu mà nó nhắm mắt ngủ bị có giảng hay cỡ nào mà nó làm nè. <laughs> Sao vậy giảng được? Trời những đứa như đứa nói chuyện cho người mù nghe, mù mà cười muốn rụng răng luôn á. nghĩ đi, người mù á những đứa nói chuyện mà cười quá trời luôn, mù quái như đứa lắm. À, đúng là người niệm Phật nó có cái duyên là nhờ cái duyên của Phật đó quý vị. Mù con nít gì cũng thích chứ nghe. Nó ngộ ghê mà những đứa có đẹp đẽ gì đâu. Chứ thấy không xấu như ma vậy đó Mà người ta thích vẫn là thích thì thấy chưa Nó đẹp gì đâu Nên mình sanh con ra đẹp xấu thành vấn đề Quan trọng là con mình có duyên Thấy không có duyên Cái duyên là quan trọng đó Mà cái duyên này tạo được đó quý vị Nó tạo ra được là từ niệm Phật Con người vui vẻ mà tạo ra duyên Nên những đức nói ban phục vụ của chùa mình nghe Phải cười lên Đưa đồ ăn thức uống cho người ta Như hồi sáng như đức chỉ đó Ai dưới đà Phật Ai dưới đà Phật là ta nhận liền à chứ gặp mà đem đồ ăn mà đưa người ta mà có ăn không 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 ăn đâu trời ơi đưa đồ ăn người ta mà ăn không thôi thôi được rồi mới ăn đi mình đưa đồ ăn cho người ta là ai vậy đà phật không ăn không được luôn đó quý vị cái tâm nó nó nhiệt tình quá với không cái tâm nó cảm tâm á còn gặp đưa người ta mà nó lừng chừng nó ngại ngại á. Ăn không. Không. Thấy chưa? Ban phục vụ phải vậy đó, đưa đồ ăn là quyết định ăn. Đúng không? Giống như tu vậy tu tịnh độ như... Tu phải niệm Phật mới được. Không thay đổi phương pháp, quyết định một pháp vậy đó là tính nguyện đó vị. Đừng có nói rằng mà niệm Phật dài ba năm, nghe ai nói chưa đủ đâu. Chưa đủ đâu, thêm chút nó mới được chưa đủ đâu một câu vật hiệu chưa đủ nó phải thêm thêm gì một chút nữa nó niệm mấy năm mà đâu có tiêu gì đâu tính nguyện đã kiên cố rồi tiêu không tiêu mặc kệ tôi niệm phật có được không tôi cứ niệm phật thôi tiêu cũng tiêu mặc kệ tôi nhớ phật tôi không nhớ những thứ khác ấn tổ ngày nói nè niệm phật mới hồng tiêu túc nghiệp niệm lâu dài mới chuyển được phàm tâm lâu dài mới chuyển được phàm tâm nên tất cả những người mà muốn chuyển cái nghiệp thì bằng cách nào niệm phật đi bị nhớ Phật đi đứng ra ngồi vì mới làm sao nè cái máy bấm số nè. Thấy không? Bấm ai với đà Phật, bấm ai với đà Phật, bấm. Đặc biệt không? Một ngày cái đưa lên 5 ngàn, 10 ngàn gì bấm đi. Bấm vài năm đi rồi vì sẽ thấy. Sẽ thấy cái cảm giác. Trời ơi. Nếu mà ở cái vùng nào bị cách ly đi, cách ly đi phải không? Ở cách ly rảnh niệm Phật. Đó. cách ly cơ hội niệm Phật. Tại vì sao vì quý vị có cái pháp tu Còn quý vị mà không có cái pháp tu thì Nó buồn chết được luôn á Giỡn đâu Từ nó đó cứ tập niệm Phật đi quý vị sẽ thấy Những đức tại sao mỗi ngày vui Nhờ niệm Phật mới vui nè Nhờ niệm Phật mà lên nói chuyện có lực vậy nè Từ sáng sớm tới bây giờ nghĩ vị xin thưa quý vị Sáng sớm 3 giờ thức Chuẩn bị qua bên đây Qua đây lễ Phật một thời nha Lễ Phật một thời xong Nói chuyện nửa tiếng Nói chuyện nửa tiếng xong về giặt mấy bộ đồ Giặt xong mấy bộ đồ xong là tới giờ chuẩn bị qua ăn cơm Ăn cơm xong nói chuyện tiếp tục Nói chuyện xong qua gặp một cái cặp vợ chồng nói chuyện Một tiếng gửi đồng hồ luôn Xong gặp thêm một mấy cô kia nói chuyện 10 phút Tại vì cái cặp mà tiếng, mà, mà, tiếng gửi kia cái duyên nó là sao quý vị ơi Nói chuyện gì đâu mà nhiều lời muốn nói ghê luôn Chắc là đời kiếp gì Giữa mình với họ cái duyên nó là sao Mà họ đang mở cái tâm ra họ tiếp nhận mình nói sao quý vị ơi vừa gặp nó nói chuyện tiếng gửi luôn chuyện gây thật chứ xong nói chuyện với cái mấy cô này 10 phút nữa rồi về phòng nhìn lại 8 giờ 20 rồi 8 giờ 20 rồi còn 10 phút nữa chạy vô rửa mặt rồi xong thay đồ đắp y vô sẽ qua đây nói chuyện tiếp tục nữa từ lúc 3 giờ sáng cho tới giờ này chưa ngồi xuống cái chuyện mà nghỉ ngơi chút nào cứ thao tác suốt luôn Quý vị nghĩ đi Mà nó cái cảm giác mà cái lực từ trường Cái cảm giác của mình nha Mà cái hương vị mà 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 cái năng lượng nó vẫn đầy Ghê thiệt chứ Cái năng lượng nó vẫn còn đầy Cái đầu óc nó tỉnh táo Mà nó nhẹ sơn cái đầu óc luôn Tại vì sao? Vì nói giải thoát không à Chứ không có nói cái chuyện tính toán tiền bạc Hay là dư giả Hay là mình phải chơi với người đó là mình phải được lợi nhuận gì Không có hoàn toàn là để mong người ta được an lạc tâm hôm nay chúng ta học đến đây quý vị ai di đà phật nguyện đem công đức này hướng về không tất cả để tự và chúng sanh đồng à, sanh à, về thịnh à, độ